Xin chào tất cả các bạn. Du học Singapore là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của đông đảo các bạn học sinh Việt Nam muốn học tập tại một trong những nền giáo dục tiên tiến trong khu vực ở châu Á. Và trong đó thì Học viện Quản lý Nam Giang là một trong những trường được các bạn sinh viên quốc tế chọn là điểm đến du học tại đất nước Singapore. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương sẽ gửi đến các bạn thông tin về Học viện Quản lý Nam Giang tại Singapore. Thì Học viện Quản lý Nam Giang được thành lập vào năm 2001, cam kết cung cấp các chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu chất lượng nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực của sinh viên và các đối tác của trường, tập trung vào kiến thức thực tiễn, tinh thần học tập sáng tạo và bồi dưỡng trong môi trường tri thức với định hướng quốc tế. Với đích đến để trở thành một viện giáo dục hàng đầu tại Singapore và Đông Nam Á, thì Học viện Quản lý Nam Giang đã có những nỗ lực trong việc duy trì các giá trị văn hóa, phương châm cũng như chất lượng đào tạo của mình để cung cấp cho các bạn sinh viên một nền giáo dục tốt và toàn diện nhất. Và lý do các bạn chọn học tại Học viện Quản lý Nam Giang thì đầu tiên thì trường được trao chứng nhận EduTrade 4 năm là chứng chỉ chất lượng danh giá của Bộ Giáo dục tại Singapore. Tất cả các chương trình cũng như giảng viên của Học viện Quản lý Nam Giang đều đã được đăng ký với Hội đồng Giáo dục Tư thục ở Singapore. Các chương trình thì được công nhận bởi nhiều trường đại học trên thế giới. Trường Nam Giang thì nằm ở trọng điểm trong thành phố, ngay bên khu Clarke Quay, một trong những điểm du lịch nổi tiếng, sẽ giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận các khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống ngân hàng và môi trường kinh doanh, cũng như thuận lợi trong việc đi lại và sử dụng dịch vụ. Trường cũng cung cấp khóa du lịch khách sạn tốt nhất tại Singapore và trong khu vực với hệ thống phòng học hiện đại mô phỏng các nhà hàng lễ tân và quản lý phòng. Và trường được trang bị các phòng máy tính lớn dành cho việc giảng dạy và phần mềm sẽ giúp cho sinh viên có nhiều lợi thế hơn khi xin việc. Và sinh viên sẽ được nhận bằng do các trường đại học của Anh, Úc, Mỹ cấp. Và đặc biệt thì sinh viên sẽ có cơ hội thực tập tại các nhà hàng khách sạn 5 sao, các khu resort vui chơi, giải trí tiêu chuẩn quốc tế tại Singapore với mức lương dao động từ 600 cho tới 1.000 đô la Singapore cho một tháng. Tại Học viện Quản lý Nam Giang thì các bạn sẽ được cung cấp các khóa học từ cao đẳng cho tới sau đại học với các chương trình đa dạng như sau. Đầu tiên đó là khóa giảng dạy về tiếng Anh, chương trình về quản trị kinh doanh, chuyên ngành về đào tạo xây dựng, cũng như là về ngành du lịch khách sạn và quản trị dây chuyền cung ứng logistics. Và để tìm hiểu thêm thủ tục nhập học cũng như các giấy tờ cần thiết khi đi du học Singapore tại Học viện Quản lý Nam Giang thì các bạn hãy liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể tới chi nhánh tại quận 1 là mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 0838484879. Tại quận 5 là địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại là 0838382080. Và tại thành phố Nha Trang thì các bạn có thể tới địa chỉ là số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại là 058-3514-036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838484879, 0989006890. Website www.tandaiduong.edu.vn.